Hey, xin chào các bạn, mình là Khang Gà đây. Hôm nay mình xin tiếp tự game GTA 5 Roleplay nhé. Bữa nay mình có ba con xe nè. Chắc bạn cũng biết rồi, mấy xe này mình mượn của ông Di. Còn chiếc Lambo mình mới mua hôm bữa nha. Các bạn có thể xem lại cái clip của mình ở phía trên nha. Mình sẽ để link ở trên. Đây là con LaFerrari. Con LaFerrari màu đỏ mình có review rồi nha. Đây Bugatti mình chưa review nè. Còn đây là Lamborghini của mình nè, nó sao nát dữ vậy. Bây giờ mình sẽ review con này nha, con Bugatti. Rồi test thêm con nào sẽ chạy nhanh nhất cùng với Rock với Nhật Hoàng nha. Móp đương nhiên rồi, lỡ đồng bộ là ai chịu được. Từng sau như từng sau là fit lên 1.1 rồi, không là sẽ được cải thiện cái lỗi đồng bộ nha. Con Ferrari này cái đèn nó đẹp á, đèn chi ít nè. Ê, cái con Bugatti chứ mình lộ mình liệu ra mình hay liệu đó nè. Đây là hai cái phụ, cái phụ này thiết kế cũng khá đặc biệt ha, bên trong có phần carbon đó, phía sau xe chi ít để mình lấy ra đây. Đó, cái đồng hồ nó cũng đẹp á. Đó. Đèn hậu hình chữ X nha. Đèn hậu hình chữ X 4 ông xã. ND988 là xe công gì mà. Đó, thiết kế. Động cơ xài W16.4. Đó, con này là khỏi bàn. Nó đẹp nữa, đẹp kinh hồn. Trời ơi, đẹp. Đẹp dám mang. Rắp ơi, rắp ơi. Rắp. Trong thiết kế mấy công hơi nhỏ. Mới nói được. Trong ơi. Trong ba con này em thấy con nào đẹp nhất? Con này là phái con Lambo. Đúng rồi, Lambo Ferrari với Bugatti nè, con nào đẹp nhất? Con này đẹp đẹp thì con Bu đẹp nhất. Bu bản này đẹp. Mấy bạn kia nhìn nó mập quá. Lamborghini nó nhìn nó lỗi thời ha. Nhìn nó lỗi thời. Nó lâu. Còn Ferrari thì nhìn nó hiền quá. Nó mềm mềm mại quá đúng không? Nó hiền quá đúng không? Chỉ có con Bugatti nó nhìn nó giống như là xe đua thứ thiệt. Cáp dữ dằn. Còn Hòa đâu? Hòa thích con nào? Hòa kìa. Hòa thích con nào? Nè, hãy thích Ferrari vậy hả? Trời ơi. Toàn vẫn thích Ferrari hơn. Đêm mê Ferrari rồi. Ferrari cũng đẹp, nói chung là nó cũng ok. Thiết kế này, còn Lambo thì nhìn hoài viết chán à. Ờ, nhìn hoài cũng chán đúng không? Ừ. Đó, Ferrari này, để mình cho bạn coi nó. Thiết kế nó cũng hiền, hơi hiền ha. Cũng đẹp. Mình thấy con này cũng đứng xếp thứ hai, Lambo xếp thứ ba. Đó. Rồi giờ vô nội thất coi, vô vô nội thất nè. Có cái đèn đẹp đâu. Trời, nội thất con này là hết bài. Trời đẹp, đồng hồ đúng đẹp. Giờ tụi mình ra cao tốc đua đúng không? Ra cổng sau bệnh viện, ra cổng sau bệnh viện. Đó. Ôi xe này nó gấp. Nó thấp tới nỗi mà đi qua cái mấy cái chỗ kia nó bị cạn. Ôi cái xe. Xe mạnh quá. Ơi, đi lộn đường, lộn đường, lộn đường. lỗi mình, mình chạy lộn đường. Trời mưa nữa, ông trời, nó hư xót nữa, trời mưa nữa. Rồi coi dít dét coi.
xe này cũng đẹp, tiếng bô cũng hay, nè cũng sao gì nữa. Hoài đâu rồi, Hoài bỏ dơ rồi. Rồi kìa. Giờ mình test thử nha, test tốc độ coi con nào ngon nha. Đèn đỏ chạy nha, đèn đỏ chạy nha. Đỏ chạy nha, đèn đỏ chạy nha. Ơi. Không kịp rồi, lại. Ủa. Cái kia sao lọt dữ rồi. Đi góc. Ủa, không ra. Lại kêu ủa, góc ủa. Kêu hài lại. Ê, quay lại. Lỗi tí. Ừ. Rồi xong luôn, hư đèn. Rất đẹp rồi. Xe trơn quá. Đèn xanh chạy nha đi. Ôi lại. Đỏ em. Từ nha, bỏ nha, đèn xanh, đèn xanh đi. Trời ơi, mấy con kia đề ba dữ vậy. Được. Ôi, mấy con kia đề ba dữ quá rồi. Sao kịp. Trời ơi, Bugatti nó đẹp rồi. Nó còn thua con Aventador nữa. Ơi giời. Hả lắc. Trời. Lắc hả. Trời ơi, thua rồi. Cảm giác hụt hẫng thiệt chứ. Tưởng con ơi sợ bài thuốc chứ. Ủa. Lắc hả. Ôi, con Ferrari này nó thua thì mọi mặt luôn á, Bugatti chứ. Đếm tới 3 nha. Tới 3 nha, về cổng bệnh viện nha. 1 2 3. Dàn dàn xíu. Trời ơi Ferrari kìa. Trời ơi Ferrari kìa. Trời ơi con này trời ơi. Con này thui về mà mặt rồi. Mình review cho các bạn coi ba con này thôi. Coi tốc độ thôi, nó chứa là Aventador nhấn nhị LaFerrari. Thì đúng nhất con Bugatti này thiết kế đẹp mà đứng tới hạng cuối luôn. Vậy mình xét tổng thì con LaFerrari ấy. Lấy cho cùng thì LaFerrari thiên về sức mạnh mà nhì về thiết kế. Con Lambo thì thiết kế đứng hạng 3 mà sức mạnh này thì đứng hạng nhì. Còn Bugatti hạng nhất mà về hạng 3 sức mạnh. Rồi anh em nào muốn trade xe không? Rồi, drop rồi. Lật này anh điên. Thua rồi. Xong rồi, chạy xe kiểu này xong rồi. Ê nó thấp tới nỗi mà. Rồi. Nó thấp tới nỗi kìa. Ơi, coi lại nó thắng đi, thắng xe không ăn kìa. Do trình bạn dở bạn ơi. Đợi tí nha. Và một người đã ra đi tai nạn bạn ơi. Tai nạn
chiếc Lambo của mình bị ui con này thấp quá tông không được, kiếm cái lề lên nè. Ui lên được nè, tưởng bị cài. Ôi Lambo giờ mình để mình đậu cái chiếc này mình spam lại. Mình spam lại. Sao mà xuống cửa sau nha quá. Xui vậy. Thắng xe không ăn. Rồi xíu đổi xe, xíu đổi 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 người lái. Chui quá tai nạn. Để mình spam lại mấy chiếc này. Con phe gà gầy nó chứ nhanh á, gầy đúng nhanh. Rồi sao bạn? Ở bệnh viện vui không bạn? Vui bạn. Giờ mình lấy làm lại thắng nha bạn. Làm lại thắng đi bạn ơi. Kiểu này không toan rồi. Thôi giờ mình lấy xe mình đi abroad đi ha. Mọi người lên xe đi. Tự mở khóa hả? Ôi mới vô tông rồi. Đi 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 lên lên núi cho nha, đi lên đường lên núi nha. Giờ mình chạy lên núi nha, mình lấy ba chiếc này đi abroad. Đỉnh cao coi gầm tháp đi abroad thôi. Đó. Nhưng mà nếu mình coi coi mấy kia đâm hậu ăn được. Con này max beam nó chỉ có 320 à, xuống dốc từ bên lên 350 rồi mà xuống dốc. À, có cần vô Discord đâu, có dần vô Discord đâu, nó chơi dễ. Vô, ok 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 vô Discord rồi. Đi tiếp nè, đi tiếp nè.
tiếp. Góc từ từ góc AFK đi. Có ai cần đổi xăng không? Ai cần đổi xăng không? Đồng hồ con Bugatti này đẹp quá. Mấy gà. Nè đi up gót bạn ơi. Chết. Gót nó bị gì nữa. Chắc bị điếc rồi quá. Ừ, chắc nghĩ vậy. Kệ nó vô lại. Vô lại nè. Ok đi 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 đi. Chấm đấy, cái đi, chấm rồi. Chấm cái lên núi đi. Cho biết GPS. Dừng lại chấm cái lên núi đi. Ơi, tôi bị cạy gầm. Con này gầm thấp quá. Đi 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 đi. Người trái nha, người trái nha. Mình chuẩn bị lên núi. Ơ, bị phải, bị phải. Ồ, oh, kìa, không chấm mà. Rất ổn không? Thắng ổn không? Mình có bạn Lican đi chung luôn kìa. Rồi kéo nguyên băng sport. Nó chạy nguyên một thằng. Tiêu hết rồi. Đi 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 hoài thôi. Sắp tới rồi, sắp tới chỗ đó. Nè coi đây. Lên bò chậm nha. Đỉnh. Xíu coi ai, có ai bị rớt núi không? Thôi con này chạy rally cũng đã chứ, mình thấy chạy rally đã. Mày làm mưa tao. Đó là mưa nè. Đó không? Kè gầm. Mình không biết chạy gấp nhiều nhất thằng ơi. Đã chứ bộ. Mà khó thấy. Ờ, gấp nhiều nhất. Mà khó thấy quá mày. Ừ. Từ mấy bạn ơi đừng có phóng nha. Rồi đợi Lambo. Ôi gấp đâu rồi gấp. Đừng lên đừng lên đừng lên. Ấy bị kẹt bánh rồi. Kìa kìa thấy góc rồi, từ từ giảm tốc độ.
Tiếp tục hành trình. Trời ơi con này gầm nó thiệt chứ. Nãy các bạn thấy không, dừng lại là cái hố rồi anh em ơi. Ơi coi chừng cục đá. Cái ơi là cái hố rồi cái ơi. Ủa hoài chết hả? Đó đâu lật xuống hố không lật lên được. Cái chỗ cái cầu mình vừa băng qua. Chỗ trong cái hầm á, mình vừa băng băng qua cái hầm đó. Nào đó có định vị mà, đó có GPS. Đâu đâu thấy đâu. À. Rồi thua rồi. Sao tao chạy chứ cố lực lại á. Vừa nhấn chiếc xe lên cái anh em thông vô từ ga ga lên đi góc ga tao tông. Đó, rồi, rồi đi. Chết. Ừ khoan khoan người xuống. Động xe để hỏng rồi chiếc xe để sửa nó cái. Thua rồi. Có ai đem theo đồ nghề không? À quên có được kề mà không có phát sinh rồi. Đâu, quăng đồ nghề ra thử đi. Không biết còn trong phát sinh. Không còn trong rồi, không có không? Từ để coi. Sửa giùm con Lambo luôn. Có ba đồ nghề không biết sửa được ông nữa. Ông kia rồi, Penny rồi, con Penny rồi. Kìa trên trên lầu kìa. Penny ơi có, à Penny biết ai rồi. Phúc ơi anh Phúc có đồ nghề. Rồi không được lúc nào mất cái gió và chiếc xe rồi. Rồi xong luôn. Dạ thôi đi đi đỡ đi, bỏ xe đó đi. Thua rồi chạy xe rồi, thua rồi bà ơi. Không phải thấy thằng góc gì chạy lên cái lùi lại cái rất hố luôn. Đi đi đâu đi. Bạn non quá, bạn non quá. Rồi bị trả thù. Nghiệp tới sớm hay không, quá đừng khởi nghiệp. Nghiệp, 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 dễ quật lắm. Rồi một chiếc xe ra đi. Nó xe gì chạy đúng đã luôn á. Đúng đầm luôn á. Quên người đầm mà. Mua đi, mua đi. Có 25 mà nhiêu. Ừ, gán cày đi. Oh shit. Mình giờ bên bên Mafia mình thở ra cũng có ra tiền. Cái nãy ai ai thiếu tiền ta. Rồi thiếu mà, nãy làm gì cho tôi nè. Ừ. Ôi lên được không? Lên được không? Ủa đâu rồi? Ôi có người chạy lên cũng được rồi. Ôi lật luôn. Cái gì vậy? Đâu rồi? Gấp lật kìa. Vừa nói tao rồi. Rồi bạn đâu rồi ơi? Trình gất. Gất núi rồi, gất núi rồi. Sao gất được? Làm sao gất được? Kìa bên phải kìa, bên phải kìa khác. Rồi, Fenry đâu rồi? Ôi, chạy lớn được con kìa, ui. Xuống dưới bạn ơi. Đây này full chỗ rồi nó nghe góc ơi. Cái nữa là đi bộ về. Thằng kia mất tiêu luôn rồi. Ở xe gầm thấp quá mà. À. Ơi lên được con kìa, ôi ghê vậy ta. Ừ cái chiếc này gầm thấp quá. Gầm thấp mà máy lực mình. Đáng lẽ nếu đúng ra gầm thấp phải chạy lẹ đúng không? Ừ. Rồi ôi vậy 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 vậy. Ngon quá gấp ơi. Trời ơi. Ghê ghê ghê. Rồi xong thì sao lên. Được được được.
Lên được không? Lên được nói tiếng. Trời ghê à. Ở cái này mình thường đâu như ai kia. Chọn lùi mình lên cái 1. Ui mình lên cái 1. Ui. À cay lắm à, mất xe cay lắm. Cay thiệt. Trời bánh hết trơn nè. Lên lẹ. Không quay lại đâu. Cho góc nó đứng nó đi. Quay lại chi. Trời lên cái 1. Đi bạn. Xe bạn nó đầm thôi. Ôi không để thường. Ôi nè, tôi lên cái này cho bạn coi nè. Trời ơi cái 1, bạn lên bằng dốc này được không? Rồi bạn rồi. Ôi ui. Dốc nào? Xe bị gì vậy bạn? Lẹ đi bạn. Bạn lên bằng dốc này được không? Lên phụ mình. Ôi. Vậy lên dốc này nè. Trời ơi. Xong rồi. Chạy chiến mã tôi gì là xong rồi. Ôi bạn đi đường kia luôn các bạn ơi. Mày đừng có chấp nữa, mày đi đường kia luôn đi. Đâu rồi? Lẹ bạn. Nên được không nói tiếng. Bạn xong được bạn. Ôi lên đường kia cấp 1. Ê ê ê. Lên lẹ bạn ơi. Trời sắp sáng rồi. Ờ giờ sáng rồi. Ghê vậy ta. Xe này mà hao xăng dữ. Ở đội turbo, đội turbo lên hao xăng lắm. Sắp tới luôn rồi. Ủa lên chi núi gần kìa. Cũng xa lắm. Thôi vậy đi xuống rồi các bạn ơi. Đi đường kia luôn, đi đâm thẳng luôn, đâm thẳng luôn. Đâm thẳng luôn. Không tin luôn á, tôi lấy mấy con này tôi lên đây tôi đi up rock. Ơi. Xem chết. Mấy con này up đã. Ê, giờ đem xe về. Ủa sao đem xe về ta? Cái này phải ao ra vô lại rồi. Báo giờ đi. Cần gì để nó đi. Để nó nghỉ đi nha. Mất luôn. Thôi giờ mình ra ba lát mình đi ăn tiệc. Có người rủ đi ăn sinh nhật. Giờ không? Có không? Có tiền không? Ra bển đi kêu mấy bạn nó lì xì chứ. Sinh nhật phải đãi lì xì. Mấy bạn đó, nói mấy bạn nó toàn thần bài không à. Ừ đúng rồi, qua phải xin ít lộc rồi xong. Vừa đấy. Vẫn được. Trời, coi chừng cục đá nha. Sợ không à? À. Ôi, cái limo lọt coi, limo lọt coi. Vậy bữa nữa chậm chậm ngàn cũng gì. Thấy gì không à? Xe hư không? Xe có hư không? Không. Đòi ngàn cũng gì. Tội. Non lắm mấy bạn còn non lắm. Mình đòi chạy ô tô không bạn. Mình chạy mô tô không à. Giờ ra cao tốc kia đợi, ra cao tốc ngang ngang chạm xăng Tom và Cherry á. Đi đổ xăng cái hết xăng rồi.
Xe chạy được không? Rồi đấy chứ con này đi upgrade là hết bài. Sắp bắt đời, sắp bắt đời. Mà cái gầm nó khóc quá. Rồi xong luôn. Hay quá. Rồi tiếp theo. Lại một nửa ơi nữa giống như tôi. Ê nó bị lật rồi, góc ơi lên đây phụ nó khóc. Lại một người nữa giống như tôi. Giờ tí. Từ coi dịch chuyển đâu. Còn thở là còn gỡ. Lật lại đi trời ơi. Đúng không? Thằng bài đó. Và lên mà vô Lambo, Lambo bấm đường kinh. Bị lật rồi. Rồi. Bánh nó đám đường kinh nhưng mà lại một người nữa giống như sắp rồi đó Khang, sắp rồi. Ê lên được rồi. Ui. Khang. Cái nữa. Đóng ra kê đi ta. Ê có Lambo rồi tống đi. Ừ. Ủa sao Lambo lên đây lẹ dữ à. Xuống nè. Chỉ làm bồ ai như phê ghê gì được cái chạy nhanh. Ờ có đường nào đi xuống lẹ không nè, xuống lẹ nè. Ôi coi không Bugatti nè ai như con phê ghê gì. Ờ không mấy cái hư. Ủa, gấp rồi. Đây, chạy ra đây chị nha. Tới cây xăng nha, hết xăng rồi. Ờ, hôm nay cũng hết xăng rồi. Ôi ôi. Đền chiếc phe kìa bạn ơi. Rồi, đền. Đền một, đền một. Mày không bị lắc hả ta? 25 triệu á, 25 triệu á. Giờ còn 2 triệu 5 được không? Gì? 5 triệu, con đó 4 triệu, 25 triệu gì? Ủa, 40 triệu hả? Ờ 40 triệu á. Ờ 40 triệu bạn ơi, 40 triệu bạn ơi. Ba cái con đó ở nhà tôi có đầy. Đồ chơi đúng không? Đồ chơi đúng không? Lego đúng không? Lego cũng mấy nít chơi nè chắc luôn. Trời biết cái chiếc đó không? Mắc lắm không? Tính ra con Lego 2 nó chỉ khác cái đích thôi, phải không? Đâu con này là bản khác mà, Nero là theo bản Bugatti Chiron. Chiron mới giống. Con này sao giống được. Bữa nào chậm xe chậm con H2 cũng như chi. Trời H2. H2 tuần sau bán rồi. H2 bán nhiêu tiền ta? Bên gì bên gì. H2 bán nhiêu tiền Khang ơi. H2 bán nhiêu tiền. H2 chắc tầm bằng con G1 chứ nhiêu. Chắc hơn con G1 xíu. Đây đặc biệt. Thôi má mà chạy mô tô dễ chết thế mày không? Ừ, chạy mô tô dễ chết lắm. Má bữa vừa mua con BMW vừa quẹo cái cua quất cái bơm một cái lên đường. Vậy giờ bạn không biết chạy rồi. Bởi vì em thích chạy mô tô, tao mua một mười mấy hai chục chiếc xe mà không bao giờ mua mô tô á. Mô tô để chân thì được, mua mấy con cổ cổ, mấy con mà cổ cổ á để chân thì được. Ừ. Tôi có con Mambo Expo. Từ để bạn hỏi bạn Kim còn tiền không. Còn Khang ơi. Sao sao á. Biết gì nào, biết gì nào có mặt rồi. Ừ, mà hạnh xui. Đi. Không, để phen kì. Qua ghe còn tiệt kìa.
Mình xin kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích video của mình hãy cho mình like và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.